Anh ơi, 20 năm đấu tranh thống nhất đất nước có phải là nội chiến không? Không em. Vì phụ nữ phản động chỉ thấy Thùy Dương là thế lực mạnh nhất. Thùy Dương cũng có hai ba người nữa nha em. Phải nói rõ ràng là Thùy Dương nào nha. Chứ Thùy Dương nhiều người đặt, đặt tên lắm đó. À, GDP bình quân của việc, đầu người Việt Nam đang ở mức trung bình thấp của thế giới sao cứ gáy hoài vậy Duy. Nói chung bộ bộ mức trung bình thấp không được gáy hả mày. Miễn cao hơn GDP của Việt Nam Cộng Hòa thôi chứ mày làm ghê mày. Cái với Việt Nam Cộng Hòa được không? không ghé với hôm lét được không ok chịu chưa cái gì à, xã hội nhiều điều bất cập nhiều lúc mình lên án và đề xuất phương án giải quyết thì bị chụp mũ là phản động vậy mình nên ngưng lại hay đấu tranh anh thôi làm kiếm tiền đi em ơi có con mẹ trong tay đâu mà tranh với đấu hoài bảo lớn ghê ước mơ bay bỏng vải lo làm kiếm tiền đi có có tiền mới làm phiền được thiên hạ em lúc đó lo cho vợ con này nọ kia gia đình cuộc sống ổn định đồ Đúng không? cha mẹ nửa đời sau hưng phấn đồ à, ở việt nam không có tiền không có quyền nói hả di nguyễn nói chung ở đâu cũng vậy thôi à mày nghèo mày vẫn có quyền nói nhưng mà người ta nghe mày không đó là các câu chuyện khác nghe thường thường á thì mấy nó sẽ ăn ủi nhau tao có quyền tao nhân quyền tao nói thì sẽ có người ta nghe nhưng mà xã hội thì nó lại khác tao sẽ nghĩ rằng ôi mày đúng sao mày nghèo ôi mày kệ mẹ mày không ai nghe hết đó là mình phân tích cho bạn thấy hai mặt của đời sống mà nghe nói lại với bạn bạn phản động Iron gì tên, tên, có độc quá bạn nghèo thì bạn vẫn có cái quyền nói bình thường không ai cấm cản bằng cả đó nhưng mà người ta nghe bạn không là chuyện khác mà thực tế chứng minh có tiền mới làm phiền được thiên hạ khi bạn nghèo bạn nói người ta sẽ nhìn à mày nói gì vậy xong rồi người ta sẽ suy nghĩ thôi kệ bà mày nó làm vậy đó bạn mình nói mình nói là mình nói những điều th th thực tế nha đó, chứ mình không có gì hàng mấy bạn nha mấy bạn đó nên mấy nên mấy bạn phản động á cứ chịu khó đi đó bạn nghĩ như vậy nhưng mà xã hội nó sẽ không nghĩ giống bạn nên mình chia buồn với các bạn cái gì vậy? người nghèo ở Việt Nam không có người đại diện chỉ có người thương hại không có thằng này nói chuyện nghe hơi phủ nhưng mà cũng có lý các bạn à, nó nghèo nhưng nó đông thì sao anh bậy nghèo thì nó có đít và có đáp đúng không có những người, người nghèo người nghèo rất là dễ thương đó không không phải ai nghèo cũng phản động nói chuyện nó rõ ràng không phải ai nghèo cũng thấy ghét mà không phải ai nghèo cũng nói nhiều đó có những người trẻ rap người ta rất cần cù chịu khó này nọ kia thì những cái người đó đó nhiều khi mà anh Duy Nguyễn thấy anh Duy Nguyễn tặng cho mũi vaccine ok đâu gì đâu tại vì họ đáng thương thật sự đó họ là những người thật sự gọi là không may mắn trong cuộc đời mặc dù họ cố gắng rất là nhiều Hiểu chưa? Nó nghèo quá thì nó có đít và có đó Đó chứ không phải thằng nào nghèo cũng đi phản động Mà không phải thằng nào nghèo cũng bố đời Và cũng không phải thằng nào nghèo cũng đi nói nhiều Đó những người nghèo đó người ta Chiếm được tình cảm của người khác Đó, cái đó là mình nói thật Nha yeah. Sau khi Mỹ rút khỏi Afghanistan Afghanistan thì có cuộc bơi biển lần hai Thời 4.0 Mấy bạn bên kia không còn cô đơn nữa rồi Nó có Lido Kabul ha em Lido Kabul như Lido Sài Gòn nằm sát bên nếu so về kiến thức thì dưa leo có ăn được anh duy không tao không có biết đâu mẹ ơi nhưng mà tao ngồi ghế tao chán à. anh ngồi ghế nặng chán rồi à. mốt qua quận 7 anh mua ghế xịn hơn cái ghế quần 7 của anh tới mấy chục triệu lần nha mấy em đáng nó về hàng rồi nhưng mà tại đang dịch anh chưa ráp được anh chưa khoe được cái phòng thôi nói gì à, đang nguyên hát nhạc phản động sao nhiều người Việt Nam thích nghe hát quá vậy Duy Nguyễn thằng nào ngu thích kệ mẹ nó thôi chứ tao đâu quan tâm đâu trời không nói thiệt cái đó là đối với tao đó là quyền của mỗi người thằng nào thích thích kệ bà nó cứ ra cứ ra ngoài giữa đường giữa xá đó nói tao idol đang nguyên nè thằng nào đụng tới đang nguyên là tao phèm nó ok đó là quyền của các bạn còn tôi thì không có đầu sòn đúng không giống như vợ thằng Trọng gà cũng như nữa cứ làm video binh nó đi cứ đưa cái đầu ra binh nó đúng không cứ đưa cái đầu ra bảo vệ nó chứ đừng có nói nước hai hàng đúng không đừng chơi hai hàng giống như thằng tony phạm nó cũng chơi hai hàng thôi nó binh thằng quy mà nó không dám binh nhiều đúng không vì riêng thằng đó đúng hàng luôn đó đúng hàng luôn ổng cũng nhát sợ bị bụp liên quan không dám về việt nam không dám đưa ra chính kiến của mình nhục và hàng chỉ ăn hiếp đàn bà là giỏi tôi ví dụ thôi tất cả mọi người đều có cái quyền hiểu không đó bây giờ bây giờ cái thằng trộm gà nó cũng nói thẳng nó là phản động mà nó đâu có chối đâu đó ít ra nó còn quân tử và nó còn men hơn mấy thằng kia mấy không mấy thằng kia mấy thằng kia lỡ đu dây ăn ti chị hằng rồi xong giờ chị hằng qua với nó chuyển qua đi binh thằng phản động đó quá Hài chưa xong rồi cái nói ở tốn chính thì chính em nhưng mà anh này anh kia đồ đó. còn nó có chơi có chịu nó có làm cái này có kia thôi xui xui thì bay kinh sang chánh tâm lý theo anh duy ai đã rì kinh của n cộng gì anh thì anh đọc trên mạng anh thấy government đó thì tôi bây giờ dịch ra tiếng tiếng việt cơ government là gì gì vậy? bảy cá tra đang rất cay coi clip ở kinh mới của nó mà thấy nó cay mới hả hê ủa kinh mới bị report bọt rồi mà coi gì nữa ba lớp 7 nó lại ra kinh mới kìa anh mới like xong anh chưa biết kinh mới nè ba sọc giỏi nhất từ đó tới giờ là ai vậy Duy Nguyễn nếu mà tính theo lượt subscribe thì trộm gà bây giờ có biệt danh là anh bảy gà đó nếu mà tính theo lượt sub chúc mừng kinh của thằng n 9 cộng à, một youtube một facebook một kinh phụ đã về với chúa cái này là phát niêu cái này là sáng sáng giờ có rất là nhiều người bạn gửi mình rồi nhưng mà đây là phát nêu không có đúng cái kinh phụ để về với chúa là đúng cái kinh cái cái kinh facebook về với chúa là đúng nhưng mà cái kinh chính thì vẫn còn y nguyên nhé không có về với chúa nhé trước khi bạn nói thì bạn phải kiểm chứng thông tin chứ đừng có hồ đồ như vậy nha bạn cái bay cái bay mà mà ba trăm mấy ngàn follow của nó toàn mẹ rồi còn bay nào nữa nói vậy làm anh em mừng hụt như mày không phải vấn đề mừng hụt hay mừng không hụt mà nói gì nó phải đúng không có nói bậy được đúng không nó bảy năm mà nó sai nhưng mà mấy cái fan bay đâu có kiếm tiền đâu đúng không chừng nào sập kênh youtube của đó là một chuyện để nói đó, cái kênh youtube sập nó quê lắm ba à, kênh chính của ổng bị tắt like ở cái này thì đúng tắt like 7 ngày nó rõ ràng rồi Kênh chính mà sập nữa thì chết lâm sàng 10 ngày chưa tỉnh tao nói thiệt với mày Kênh chính mà tao sập một cái nữa đó là cả như bị sang chấn tâm lý luôn nó lúc đó là kể như phải gom tiền lại đám cưới với nhỏ nhỏ làm chương trình chung với mình xả xui mới được vấn đề còn lại là nó có chịu lấy hay không thiệt chứ đau chứ bạn mẹ đau như bò đá chứ đùa tự nhiên cái mình nói đồ năm bốn năm năm trời giả sao đúng không đánh đánh đông dịp bắt đồ không đối thủ tự nhiên đụng tới chị đại cái nó xui bỏ bà <laughs> xui xui kinh khủng xui à, vậy là kinh gì 16,1 sáu phẩy một cao là phát phát hết cái kinh phát hết nó vô report đi hiểu chưa report mới kinh phách dùm nó một cái à, kênh chính bị bay chỉ là vấn đề thời gian hả anh anh không biết nhưng mà anh nghĩ giờ nó cũng rén rồi. thật sự cái kênh của nó rất là mong manh và dễ vỡ mấy kênh nó lên một triệu sub đánh sập là hơi bị khó mắc gì khó mày thấy kênh hai triệu sub chết chưa vì à, kênh mới của bảy gà được 30 k sub rồi nha thôi nói chung là bây giờ nó kênh nào phải từ cái nguồn của nó đưa ra thì mới tin được hoặc là kênh nào nó phải live stream trực tiếp luôn thì mới tin được chứ còn bây giờ thời ơi bây giờ tao nói thiệt mình nó đang bị chiến chiến tranh không gian mạng mà mà chiến tranh không gian mạng có nhiều chiêu lắm em ơi anh thì anh hơi bị tỉnh đó. anh không có bị cuốn cái dòng sấy đâu kênh phụ có đến chính luôn nè anh sống nhăn sống chỗ nào đây mày mày gửi tao kênh này đúng không Ủa mày nó 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 đúng thiệt mày ơi chết mẹ hình như nó giống rồi đó từ từ để tao soi từng chữ cái đã nha Mày mới gửi tao kinh hình như nó sống lại rồi hả nó tốn nhiều thời gian với mật tròn này ghê đồ mà thấy giống giống rồi đó cái vụ này em thấy giống giống rồi đó các bạn cái linh bạn mới gửi là chuẩn rồi đó nha nó sống lại hả ta đồ thằng này kháng cáo thành công à Lại hại hay, hay 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 cái đòn này là hay nha bây giờ có một cách tìm dễ lắm em dân dân công nghệ thông tin mà đúng không cần X ít mày bỏ đúng không xong rồi cần F ép ra rồi vậy đúng rồi đó khỏi khỏi có ngồi đó mà ấy. rồi chúc mừng nó đi mấy em chúc mừng nó kháng cáo thành công nha đồ vậy nó gỡ được một điều rồi đó không mình 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 phân tích công bằng thôi bạn đáng lẽ nó thua một không rồi giờ nó gỡ một điều rồi xong ok vậy thôi ừ bạn giỏi bạn có quyền hay có cái nào nó có cái nào nó óp xuống một cái rồi chọc chơi xong mở lên ông ta nhiều khi cũng có thiết âm mưu nữa nha nhiều khi nó óp xuống một cái chọc chơi xong mở lên gì bảy, bảy cá tra đang âm mưu nha quý vị không vậy mới vui nó chung thật sự á, vậy mới vui với cái tật của Duy Nguyễn nó thích quan sát trong một cái cuộc chiến nào mà nó cân sức và hiểu không nó phải cân sức Mình coi nó mới vui chứ còn gì đâu nó mới bị chọc nét con cú nó bị gục rồi là kể như nó buồn tẻ nó bạn nó thật chiến đấu nên trường kỳ đúng không cứ lâu lâu thì bọt ăn gậy lâu lâu thì bọt ăn gậy vậy đó ha à, không nhây nhây cho nó vui à, đó phải vậy chứ còn giờ tự nhiên quýnh mới có chọc quét mới có một cái gục nằm luôn rồi thì nó 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 không được hay đó à bảy cá tra sẽ like thêm huyền trăm like like chung hay like riêng không mà anh thấy nhỏ quyền tâm nó vô ngồi chung với chương trình đó thì có nam có nữ thôi nhưng mà nhỏ nó làm cho cái mất nhịp của thằng này nhỏ nó không có lâm nó, nó nó thiệt anh vô tình nó thấy nó nó ngồi nó hot girl quá anh vô anh coi coi chút đỉnh gì. coi có một clip hay nửa clip gì nó vô nó có vài đoạn đọc tin buồn ngủ với mẹ nó lên nó phải ngồi nó đá cá răng dưa chung với người kia nó phải bố láo như người kia mới được chỉ chặn IP Việt Nam thôi chặn một khỉ khô lắm mắt gì chặn IP Việt Nam chặn IP Việt Nam là do cái thằng chủ kinh nó xét nó nếu mà chặn IP Việt Nam sao anh coi được anh IP Việt Nam chứ gì à, kênh chính của thằng lớp 7 có đánh sập luôn được không boss hên xui hên xui tùy độ mạnh của của, của đối thủ nha đối thủ đối thủ của thằng lớp 7 á tới tới bây giờ anh chưa xác định được đối thủ lớp 7 là ai giờ nhiều nó nói nhiều đối thủ á ông luật sư lưu dông bữa nay phản biện chị hằng thuyết phục của anh chưa rảnh coi mày ơi tao cũng có nhu cầu coi luật sư lưu dông nữa nói gì nói kể cái gì vậy? con thạc sĩ mua bằng nói bà hằng không dám chửi nó vì sợ di chim teo cái gì sẽ nhột đó anh ơi nói vậy mà nghe được á trời thôi kệ mẹ nó mày ơi nó bú pham trong cuồng dâm điên loạn thì thôi tao chắc không chấp riêng con đó giờ tao không có chấp mày ơi bây giờ tao chỉ thấy là cái con nhỏ mà đi nó làm chương trình chung với, với với với, thằng với thằng lớp 7 thấy giờ kinh của nó bị vậy tao tội nghiệp quá bây giờ tao chuyển mục tiêu qua nhỏ đó rồi nha còn con kia vừa lùng mà vừa khùng nữa thôi là biến chơi thôi à, thước đo kiến thức là của anh là tiền anh đúng em nói chung tiền là một cái gì đó nó kiểm chứng bằng kiến thức của mình nó có hữu dụng hay không ấy đúng không còn không thì em làm nhà khoa học đó nếu mà em làm nhà khoa học em đóng góp cho vũ trụ thì anh không có không không có nhìn về tiền đó ví dụ như em đóng góp gì cho cuộc đời à, em là nhà khoa học thì đúng không em nghiên cứu ra à, kính lúp lộn lộn kính vũ trụ hấp bồ đó để em quan sát hành tinh đúng không để em nhìn nhận về vũ trụ để cho thế hệ sau biết được thế nào gọi là được gọi là điều nhảy alpha đúng không biết được thế nào là ông ông lăng là ông nào ông Einstein là ông nào đại loại là như vậy thì là ok hoặc là em trở thành một Beethoven hay là một uh, Mozart gì đó để là những cái bản nhạc gọi là để đời thì cái đó không quy ra tiền nhưng mà giờ quy ra tiền cũng hơi bị giàu á hiểu không còn cái mà gọi là mấy kiến thức mà đá cá lăng dưa đó thì hãy chứng minh rằng kiến thức của bạn đúng kiến thức của bạn hữu dụng đó bằng cách bạn kiếm được tiền tương xứng với kiến thức của mình ok vì Di Nguyễn nói chuyện khách quan đấy tuy không cùng quan điểm chính trị tao nói với mày rồi mày ngược quan điểm chính trị với tao là mày đu càng mà mày đu càng mày hãy ấm nhắc không mày ấm nhắc mày giờ hai cái nắp lên mày đu nữa chừng nào mày mới mập ngon nít nôi bị đặt quan điểm chính trị đồ anh Duy không kiếm tiền quảng cáo từ like để thời gian đó quảng cáo THOL cao cờ thật sự tâm sự với em luôn á là trong cuộc đời của anh đó, những cái nước đi mà thấp cờ đó, anh không dám đi hết đó anh đi là từ trung cờ tới cao cờ không phải rồi nha rồi trả lời em vậy đó rồi tụi mày thần tượng ảnh rồi tụi mày được gì rồi được kiến thức được trí tuệ đúng không được cái độ cà khịa phản động thâm nho được cái sự ngạo nghễ Việt Nam và được một tấm gương sáng người thật việc thật một doanh nhân trẻ thành đạt trên mảnh đất quê hương vậy thôi đúng không nhiều quá trời rồi đó vậy chứ dụ như mày bây giờ mày thần tượng thằng phản động mà được gì rồi nó thỏa ngược lại vậy đó đúng không nếu mà nói về việt nam mà nhìn ở đâu mà cũng thấy bất mãn á mà nhìn ở đâu mà cũng thấy đóng rác không à thì cuộc sống mày còn gì thơm nữa hiểu chưa mà nếu mà mất mày có bồ mày, mày phản động sao con nhỏ là nó chịu được có nhiều cái lắm mấy em nên không thể nào so sánh được đâu nha cái gì nực cười lấy tiền làm thước đo giá trị ô ừ, thì mày nực cười thì mày kiếm tiền nhiều hơn tao đi lúc đó là giá trị mày cao hơn đó vậy thôi đâu gì đâu nếu mà tao lấy tiền làm thước đo giá trị mày không phục thì mày cứ nhiều tiền hơn tao đó mày chọi tiền vô mặt tao mà dạy tao bài học thì tao phục mày luôn à vậy thôi à chứ không có gì phải mỏm cả nói chung mình quân tử lắm bạn mình phe lắm nha các bạn tiền xây tiền xây trụ của di nguyễn có phải tiền sạch không ta hay tiền tham nhũng bị nhỉ bộ mày đi phản động rồi mày chống cộng đức mày bị khùng hả mày tao là dân cu đen tham nhũng kiểu gì mà chỉ tao tham nhũng chứ coi nó bây giờ mày kêu dòng họ mày tao đây đưa tiền cho tao nè đó thì tao tham nhũng cho mày coi ô này nó đi nó phản động nó bị hư não câu comment này cực kỳ hư não mày phải nhìn nhận thấy được cái sự thành đạt của một thanh niên trẻ yêu nước đó người ta kiếm tiền bằng bàn tay và khối óc đầy tự hào Ủa, tự nhiên mà vô mình hỏi dân cu đen tham nhũng tham nhũng làm sao mà định nghĩa được chứ tham nhũng không nó tao nói thiệt đó mày mày là phản động đi cái não mày nó bị hư rồi à gì Duy Nguyễn chơi không quân tử khi đánh 16 gậy bản quyền nhằm triệt hạ kênh của tôi khi tôi chỉ làm video uh, quan điểm cá nhân về Duy quá thất vọng về bạn nó có hai vấn đề thứ nhất tao không có rảnh tao đánh gậy bản quyền thứ hai tao không có bạn bè với mày nó rõ ràng nha không, không, không tao tao không có rảnh không, giám đốc không có rảnh mà đi mà kiếm từng kinh mà đánh gậy bản quyền đâu mày có chơi thì có chịu có ngu thì có chết thôi đúng không mấy em mấy tao không giám đốc mà làm tao rảnh tao đi kiếm từng kinh từng kinh tao đánh gậy bản quyền trời ơi, trời nếu mà tao nếu mà tao vậy sao tao giàu được hiểu chưa cái vấn đề thứ hai không tao không bạn bè với mày vậy thôi còn triệt hạ hay không triệt hạ sống chết đó là chuyện của mày tao cũng không biết tao cũng không khe, mà tao cũng nhu cầu cũng biết